Sắn à? Dạ. Cháu mời chú vào nhà uống nước ạ. Ừ, hôm nay gọt sắn để cho gà à? Vâng. Ừ. Mưa gió này không đi chợ được đúng không? Vâng ạ. Cháu lấy sắn này ở đâu đây? Dạ, cháu lấy ở trên gò ạ. À, mới lên đi lấy về à? Vâng. Mang quà cho cháu này. Vào trong nhà đi. Đây. Cháu đây. Nó hơi bị ướt cháu. Đây là món quà của bác Marik. Vâng. Bác ấy gửi tặng cho cháu. Vâng. Hôm nay chú mua một cái nệm. Đây chúng là chú tặng cho cháu. Vâng ạ, dạ cháu cảm ơn chú ạ. Ừ, cảm ơn bác Marik. Đi, đi ra bàn ngồi đi. Vâng. Dạ cháu mời chú ngồi ạ. Ừ.
cháu mời chú nữa ạ. Ừ, chú xin nhá. Vâng. Cháu phải cảm ơn bác Marik ấy. Vâng. Bác cái tặng quà cháu. Vâng. Bác Marik, bác cái gửi cái món quà này cũng lâu lâu rồi, thế nhưng mà chú chưa có dịp để mang vào tặng cho cháu. Thì vâng. Lần này chú mang vào chú vâng. Tặng. Thì chú đây chú bác cái gửi món quà đây. Đây nhá, món quà bác Marik gửi cháu nhá. Vâng. Đấy thì món quà này thì cháu giữ thêm là để mua quần áo nhá. Vâng ạ. Cháu thích ăn cái gì cháu mua nhá. Vâng. Thế bây giờ cháu nhìn vào camera nhá, xong rồi cháu cảm ơn bác Marik nhá. Dạ cháu cảm ơn bác Marik ạ. Ông ấy giờ phải nói tiếng Anh rồi. Tiếng Anh nhá để chú hướng dẫn cho. Vâng. Thank you Mr. Marik. Thank you Mr. Marik. Nhìn vào kia, nhìn vào kia để nói. Thank you Mr. Marik. Chú ơi, dạo gần đây cháu sợ quá chú. Ai trêu cháu à hay sao mà cháu sợ? Dạ không ạ. Dạ chú ơi, dạo gần đây có một kẻ lạ mặt đến bắt gà nhà cháu chú ạ. Thế họ có bắt nhiều không? Dạ họ cũng bắt, chuẩn bị hết đàn gà nhà cháu, may mà cháu về kịp chú ạ. À, thế là cháu về cháu bắt gặp họ vào đây à? Vâng ạ. Thế cháu có biết là ai bắt không? Dạ cháu không biết ạ. Thế nhìn họ như thế nào? Dạ họ đeo một cái mặt nạ màu đen với một bộ quần áo màu đen ạ. Thế thì bây giờ chú tính như này nhá. Vâng. Chú có một cái căn nhà mà chú cũng không dùng đến ý. Vâng. Thì chú muốn tặng cho cháu để cháu ra đây cháu ở cho nó an toàn hơn. Ở ngoài đấy thì nó có điện. Buổi tối thì cháu không sợ tối nữa. Không phải dùng đèn dầu mà có điện, điện thắp sáng này. Vâng. Đỡ khổ. Chứ ở đây chú cũng thấy trong này nó an ninh nó không được tốt. Mà cũng nhà cửa nó cũng xuống cấp quá rồi. Thế căn nhà đấy có xa không chú? Căn nhà đấy cũng cách đây khoảng 10 cây số. Vâng. Cũng hơi xa đấy, nhưng mà được cái là an ninh nó tốt hơn ở đây. Vâng. Cháu ra ngoài đấy ở thì cũng gần chỗ chú. Vâng. Thì có gì thì chú vào chú hỗ trợ cháu. Vâng. Chứ trong này rừng núi nó hoang vu quá, nhiều khi là không có người, ít người, người ta đến người ta trộm nha. Vâng. Dạ cháu ngại lắm chú ạ. Sao mà ngại? Mà ở đây cũng là chỗ cháu ở đây rồi. Hả? Rồi sao lại khóc? Mình đến đi sao lại khóc? Đi ra ngoài đấy có điện này cháu... sau này chú hỏi cho cháu đi học nữa. Sang năm chú hỏi cho cháu đi lớp học nữa. Thì cùng học cùng các bạn này cháu mới có tương lai được chứ. Nhá. Rồi nghe chú. Đi ra ngoài đấy có điện sáng. Kẻ trộm người ta không dám vào lấy trộm nữa. Nhá. Thôi nín đi không được khóc. Lớn rồi đừng có khóc nữa nhá. Ngoan nhá. Thế bây giờ để chú dẫn cháu ra ngoài đấy xem là xem cháu có thích không. Nếu mà cháu thích thì cháu ở đấy. Còn không thích thì cháu vẫn ở đây. Đấy là chú muốn tạo điều kiện tốt cho cháu rồi mà. Vâng. Thế chú dẫn cháu đi nhá. Rồi thế bây giờ cháu cất tiền đi xong là chú dẫn cháu ra đấy nhá. Vâng. Đeo trong người luôn. Đeo trong người không cần sợ kẻ trộm nó vào nó lấy mất. Vâng. Đội mũ vào không mưa nhá. Vâng. Khóa cửa cẩn thận vào. Rồi, cái xe thì cứ chở đi. Vâng. Cẩn thận nhá. Vâng ạ. Thank you.
Đây đây là căn nhà này của chú. Chú làm lâu lâu rồi nhưng mà chú không trùng đến này. Đây. Đấy. Căn nhà này thì được cái là rộng rãi, gọn gàng. Đây. Đây là giường nhá. Giường ngủ. À, cháu ngủ đây, tối ngủ đây nhá. Vâng. Ừ, nhưng mà để vào trong kia lấy cái chiếu ra đây đã nhỉ. Vâng. Đây ở đây. Này có vẻ hơi cao, phải mỗi chú sửa để cắt cái chân đi không? Vâng. Ừ. Đấy, đi đi vòng xung quanh một vòng xem nào. Đây thao rộng rãi về để đồ. Yeah. Vâng. Đây này, dưới này là bếp này. Vâng. Bếp này để nấu ăn nhá. Vâng. Đấy, đây là bếp nhá. Vâng. Đây, vài bữa làm bếp để đun nấu cái này nhá. Vâng. Ừ. Là bếp rời cho đỡ khói nhỉ. Vâng. À, cháu không được đi ra ngoài này đâu nhá. Vâng. Đã xuống ao là đấy đấy, nguy hiểm lắm. Vài hôm nữa chú vào chú hộ cháu làm cái hành lang đi đây cho nó an toàn. Vâng. Ừ. Đi, cái vào trong nhà đi. Vâng. Bên này là vườn rau này. Vâng. Chú làm ra nhưng mà chú vẫn chưa cấy được ít rau nào ấy. Để bữa cháu ở đây cháu cấy hộ chú nhá. Vâng. Ừ. Cấy rau đây mà lấy rau mà ăn. Đây ngoài kia chú trồng được mấy giống bí nhưng mà có vẻ không chăm sóc được nên nó không có quả. Vâng. Đi. Để chú cắm điện ra xem nhá. Đấy. 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 Đấy, điện sáng nhá. Dạ. Tối không sợ lo bị tối nữa. Dạ. Đối giác này. Tí nữa chú cháu mình dọn đi. Vâng. Đây, điện sáng đây nữa này. Vâng. Ừ. Cái cháu đã ưng chưa? Dạ. Cái cháu ưng rồi ạ. Ừ. Thế thì hai chú cháu mình vào chuyển đồ ra nhỉ? Vâng. Đi đi. Có nhá, bố chắc có nhá để đi nhá. Chú mở được không? Đưa chú mở cho. Đấy, bây giờ hai chú cháu chuyển đồ ra nhỉ? Vâng. Giờ chuyển chăn chiếu với quần áo ra trước, xong rồi còn đồ lặt vặt để chuyển sau. Giờ cháu nhặt hết quần áo vào thùng này. Vào thùng đây này. Cho vào đi. Cái màn này nhá. Đây. Đấy, cái dây này. Cái dây này.
nha, chú cho tất ở đây nhá. Vâng. Đầy vú rồi nhỉ, mất một thùng này rồi. Quần áo rồi. Nhiều đồ này có khi cháu ở nhà cháu dọn nồi với đồ đặt vặt đi để chú chở cái này ra cho nhá. Vâng ạ. Cháu ở nhà nhá. Vâng. Ừ, chú chở cái đồ này ra trước. Vâng. Để cháu chào chú. Ừ. Ở nhà xong là dọn cái nồi nhá, chậu nhá nhá. Thôi ăn thế thôi nhá, tí đi ra nhà mới cùng chị nhá gà. Em có khỏe không?
mới có kẻ trộm đến đây nên chị phải chuyển ra kia. Chị không ở bên em được nữa, em phải ở đây giữ sức khỏe nha la la. La la. Mày ở đây thật ngoan nha la la. Thì thoại chị sẽ vào đây thăm em. La la. Em ở đây em phải hứa với chị là em thật ngoan nha la la. Sau này chị sẽ đến thăm em. Để thôi chị đi đây tạm biệt em nha la la. Làm sao mà khóc đây? Ơ cháu làm sao mà khóc thế này? Cháu không muốn đi khỏi nơi này đâu. Sao mày không đi? Hả? Có chuyện gì kể chú nghe em nào? Cháu không nghĩ để cho La La ở đây được. Thôi, La La đã mất lâu rồi. Nha. Người ta ngoài kia rồi, sau này chú sẽ mua cho cháu một con chó mới nhá. Ngoan nhá. Ừ, ngoan, ngoan đi ra ngoài kia. Chú từ cứ tưởng là kẻ trộm vào đây cơ. Ừ thôi ngoan, sau này chú lại dẫn cháu vào thăm La La nhé. Vâng. Sau này chú sẽ mua cho cháu một chú chó để cháu nuôi. Vâng. Cũng giống như La La nhá. Ngoan đừng có khóc nữa nhé. Vâng. Đi đâu chuẩn bị được những đồ gì rồi? Chuẩn bị xong rồi ạ. À chuẩn bị xong hết vào đây cả. Vâng. Ừ thế để chú chở nốt ra cho. Ôi, nín đi không khóc nữa nhá, Quang lớn rồi không khóc nữa. Đây à, bắt đũa tất cả các thứ trong này đây à? Vâng ạ. Ờ, mang ba cái chiếu đây để chú chẳng cả đây nhá. Ngoan ngoan lớn rồi không khóc nhá. Còn đồ gì nữa không nhỉ? Đây là con vàng này đây à? Vâng ạ. Thế chú ơi, chú bắt rồi. Gà. Ừ, không biết nó đi đâu hết rồi nhỉ? À đây à? Hai chú chó mình vào đuổi gà nhá. Đuổi vào gà vào chuồng dễ bắt. Đem hết đi cháu. Rồi ạ. Bây giờ phải lấy cái tải đi. Vâng. Đúng đây. Ừ. Cháu có đứng ngoài giữ nhá để chúng bắt nhá. Vâng. Rồi đi về nhà mới nhá. Mày giữ cẩn thận không nó ra nhá. Vâng. Rồi banh cái tẩy chút. À, nhà mới nhá. Thấy không, giữ cẩn thận. Cháu giữ miệng tẩy đây. Đó. Mở ra. Gà lớn rồi nhỉ cha. Thế đẻ trứng cho cháu. Dạ chưa ạ.
Không hết được rồi. Thì chú mang cái này ra trước nhá. Cái kia có đút được vào đây không? Hay thôi để chuyến sau đi nhỉ. Tí chú vào chuyến nữa đón nhá. Vâng. Cháu ở nhà nhá. Thank you, Mr. Marek. Nếu không có kẻ trộm đến đây thì mình cũng không phải rời khỏi nơi này. Nơi này có rất là nhiều kỷ niệm gắn bó với mình. Đẹp quá, mình phải mang về nhà mới treo mới được.
Đây là chú, cháu để tất đồ vào đây chả? Vâng. Rồi, còn đồ gì nữa không? Đây à? Vâng. Nhiều đồ quá nhỉ? Vâng. Đây nữa. Được, cầm thế cháu ngồi sau cho cầm nhá. Vâng, cháu không hết đồ rồi ạ. Đẹp nhỉ. Cầm xô xem đi, cầm cho chú cái xô đã. Đấy, cháu ngồi đằng sau cháu xách. Đấy, kéo lên đi. Ừ. Cẩn thận nhá. Cô im đấy nhá. Cô bỏ đồ xuống trước đã. Cô im đấy, để chú không đỡ đi. Cành đây nhá, cành đây thật dập nhá. Vâng. Để giải chiếu nhá, chiếu thần điện nhá. Chiếu này rách rồi. Tôi xin ngắn ngắn đấy nha. Đấy, đẹp này nào, nó ấm nha. À, đây để chuẩn bị cái ga nữa, cái bẩn nhá, để nó ấm thêm nữa. Cái vỏ hố cái đầu này cho kéo ra chưa cho chú. Vâng. Ra. Đúng mạnh rồi. Yeah.
quà các bác tặng. Đấy, cho gấu gấu vào trong. Cho gấu vào trong. Đấy. Tí nữa chú mắc cái màn cho. Vâng. Đóng đinh nữa, buộc màn ra nhá. Vâng. Thả con gà này ra nhá. Vâng. Mai chú vào cũng làm cho cái chuồng cho nó. Nay chưa làm được. Ra đi. Ra đi, ra đi. Ra đi. Ây giời, sợ nó không dám ra. Rồi. Ta về nhà mới ăn khỏe để trứng cho chị nha. Ừ, chú sắp xong rồi. Vâng. Cho gà nó ăn không? Dạ, cháu cho rồi ạ. Ừ, nó sợ nó lại nhà nó chưa ăn nhỉ. Vâng. Nay chú mổ con gà này, chú cháu mình liên hoan nhé. Vâng. Thế cháu thích ăn gà luộc hay gà nướng? Gà nào cũng được chú ạ. Ừ, thế thì chú luộc cho nhanh nhé. Vâng. Ừ, luộc cho hai chú cháu mình ăn. Vâng. Thế chú cần cháu phụ gì không chú? Không cần đâu, một gà chú mổ cho. Nhưng mà cháu đi nấu cơm đi, nấu ít cơm để ăn. Vâng ạ. Nhá. Vâng. Nay chỗ tài nấu cơm cho chú ăn xem cơm ngon không nhá. Vâng. Nay ra nhà mới thì không biết cơm không ngon không hay lại cơm nhão đây.
vần xuống đây chứ. Đây, không biết đây. Nhau. Ừ, sửa bếp này ở nhà. Vâng. Cháu có nhớ nhà cũ không? Dạ có ạ. Thôi để mấy nữa chú đưa về nhá. Đưa về thăm lại nhà cũ. Cháu đỡ nhớ. Gà đều chín rồi cháu nhỉ? Vâng. Chắc chín rồi nhỉ? Vâng ạ. Để xem nào. Ôi dồi, chín rồi, chín rồi. Vâng. Còn lấy bát đi, chúng ta thử ăn cơm. Vâng. Cơm đâu vậy? Nó có cần ra không? Thế thì không có cơm rồi. Thôi, mình tạm cái này. Ôi, gà ngon quá. Ngày hai chú chó mình phải ăn hết con gà này nhá. Mà... ăn được không? Ăn được hết không? Ừ. Ăn nhiều vào mới nhanh lớn được không? Đây, ừ, chú xin. Đây, cái của cháu. Dạ, cháu mời chú ăn cơ ạ. Ừ, để chú xé thịt cho nhá. Vâng. Xé trong cái đùi này. Ui, nóng quá. Ui, ui. Đây, dạ, cháu đây. Đây, giờ chú có ăn chân không? Dạ, không. Đấy, rồi. Dạ, chú được trơn nhá. Cơm nhá. Vâng. Thịt gà ngon không cháu? Thế là phải ăn nhiều rồi nhá. Ăn nhiều vào cháu nhá. Vâng. Nhưng vẫn còn nhiều lắm này. Hai chúng cháu mình phải ăn hết con này. Là ngon nhỉ?
Đây, cho con thấy đủ nhẹ nhá. Ui ơi, nắng lắm. Rồi. Ăn nhờ khỏe vào nhá. Dạ ngon nhỉ? Ngon ạ. Nó no chưa? Dạ có, no rồi ạ. Nhưng gà ngon không? Dạ có ạ. Cháu có ăn cái còng cánh này nữa không? Dạ không ạ. Càng mà béo lắm. Ăn thêm nữa à? Dạ thôi ạ. Ăn mỗi hai cái đùi à? Vâng. Chắc là cái muộn rồi đây, chú về nhà chú đây. Vâng. Cháu ở lại nhé. Vâng. Ừ. Này chú cứ đóng cửa và ngủ thôi, không sợ gì đâu nhá. Vâng. Ở đây có điện sáng mà. Thế thôi chú về đi, kẻo muộn rồi. Ừ, thế cháu ở lại ngoan nhá. Vâng. Ừ. Chú về đây. Vâng. Về đây. Ừ. Mai chú lại vào chơi. Dạ, cháu chào chú ạ. Ừ. Ngoan nhá.